បាទសួស្ដីកុំការចូលមកកាន់ទស្សនាវីដេអូភេកមាស្តើអៃធីបាទថ្ងៃនេះផងដែរវីដេអូភេកមាស្តើអៃធីសូមបង្ហាញដល់អ្នកនាងជាមួយនឹងការឌីសបលជាមួយនឹងផ្ទាំង CMD នោះបាទអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនយើងធ្វើការឃ្លៀរ យើងបានបង្ហាញនៅផ្ទាំងបាទCMD នេះបាទឃើញទេអញ្ចឹងឯងជិះធ្វើការនៅឃ្លៀរ password កន្លែងហ្នឹងណាបាទឬក៏សិត password អញ្ចឹងបើសិនជាកាត់នៃគេចេះណាគេដឹងដែរងាយគេអាចចូលទៅឃ្លៀរផងយើងចូលទៅមើលបានណាកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបិទវាវិញឲ្យវាបង្ហាញនៅកន្លែងនេះទេណាអូខេបាទជាក់ស្ដែងគឺយើងចុចមកវាចេញអញ្ចឹងឯងណាចេញអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការចុចចូលយូសើអញ្ចឹងឯងណាអូខេបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្ន
nắng ở đây bằng hai đi lại đi nhé. Ok à, lúc nhóm chập làm cho mà can window còn dưỡng hay nhóm mà cho mở tịt nào nhận hỏi mới bạn nó không trái và trái xí hay nó không window bạn nó không system mà xam phì chân viên không là phó dù nó dù thêm mình dùng bàn cài mua vía nữa bạn chân nhẹ bạn lúc nhóm chụp một cầu máu. Ok so dù nữa bạn nhẹ và thì mỗi khi thưa ca copy và reflect với cư bạn nhẹ CMD hoàn giờ này tiền đó bạn chẳng những thưa ca lúc nào là năng chánh hay năng đồ chung mùa đồ chung lúc ạ kê kê lên trên mình là năng bạn chẳng trong lại nick nhóm up nó ở bằng hai tam mà chưa muốn interface mùi thò màu tam và thưa ca lúc này bị chọc sật nó cứ chỉ muốn sật chỉ muốn security cho bạn hai tam đi tế bạn chẳng thưa ca đô tam cầm màn hay sẽ cản những đô lưu interface đi cầm màn ở tới dương thưa ca bật mà sẵn restart thấy chỗ ta cầm màn lúc về tầm đó nó. Ok bạn đọc thêm chỗ là một căn search và xong quay và CMD và màu star máu vô và run insertor và dây hóa và lâu dân chô là mờ này cái chô là mờ ở đó đi kiếm thư ca lục pha lý mũi bảo tao bóp đôi chung mùa này mình làm bây giờ bị chơi nhạc lại xin bị đâu còn dưới đất bạn nó lại nhạc bạn mình bà lâu kiếm thư ca chỗ và ta được chung bị chuyện cho một sinh nhật cạn đây dân pra lớn thì việc áo thì sao bị chụp sật chứng trong mặt hàng tạm sân y tế trong thư ca restart được bật mà sân cho ta mà nó không window bộ trình window ở chỗ tạm đồ hủy nhá. Ok bà lâu thêm chỗ bà lâu đi sai chỗ sai và xí nó window và system sản phí chứng trong thư ca lục bia mũi bà cứ dừng vay cả mạng đá. Ok đá thay dũ và dũ thêm và thêm mấy nhạc dot exe nè và enter mất bà chứng tấu nè bà tao này. Ok nó mũi tiết ok dũ bà mục đích cư utilment bạn underscore kk.ee à lúc chăm sạc rin làm mùi tiền này bị tàu ăn bà rin bà pí dũ thiếu và thêm money bà underscore kk.ee bà tàu chia dũ và theo thêm mình đó đi mặc chung in thơm á bà in thơm á bà bị phát hà nè xe bà sẽ đi này áo về bị chụp sật chấn trọng lấy cái dân prata mà chỉ mùi security đặc trong mặt bà hai đang làm thế à lúc nhau mà thưa ca bà hai nhận đọc nhé chỉ mùi năng ở command đồ à lúc nhóm thưa ca restart được bắt đầu sân phòng cho mà lúc xanh áo với cháu và những đô và năng mũi tiết lại nặng đồ đang mũi tiền à lúc nhau mà bà vô sạch đau mịp bập đấy sạch đau mịp bập hãy thưa ca và cho nó window. Ok bây giờ khi vui mất. Ok, vô repair vô control mà bà chỗ đôi lưu môn đá là bà lập thêm chỗ khăn ông bà đang mất bà advanced option hay command. Ok, à lâu dân lưu môn chỗ bà đôi chạy xóa đi nè chạy máu bà đế bà đi màu ở chân dân chỗ nó CD bà win window. Ok bà CD system nè. Ok, xam bị bà chân thua ca rename nó chung mùa hẳn là mới bà bí bà rin bà you bà thiếu men bà underscore bà kê kê dot ee để dân đô bị lực muốn đó là mà tôi chia dũ thêu men dot ee in thơm á bà nó cứ ban xâm ra nhé vì ở trên biển sạch đi này để xa dân bà lời user vì chụp sật mùi nhắn chân trong bà hai tạm sật chứ mùi nhắn security tiếp trong bà hai chụp mùi nhắn cầm án bà cầm án lại cho mình đô nắng nè. Ok à lâu dân chập đam cho tầm ưu tiên cái ta window cho mình bị chênh nhạc nè chàng này dân bà chạy tròn lại nè. Ok à lâu khi em chập đam mà bà hãy restart vậy.
Okay, ឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែងនេះណាតើវាចេញទៀតអត់ណាវាលេងចេញកន្លែងជាមួយនឹង CMD ដូចហ្នឹងយើងឯងណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចបិទវាបានហើយកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការលុបវាចោលកុំឲ្យបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងបើកន្លែងបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងបាទគេដឹងគេអាចប្រើតាមហ្នឹងលឿនបាទជួយបក់ចូលទៅកាន់បាទផនយើងតែម្ដងណាអូខេបាទអញ្ចឹងសុខសាន្តអ្នកឲ្យយល់ជាមួយនឹងការ disable នៅផ្ទាំង CMD ដូចហ្នឹងអូខេបាទអរគុ